Chào mọi người nha, đây là đàn dịch CP đợt trước mình gây nè. Hôm nay là 4 mấy ngày nha, hơn 45 ngày, hôm nay 48, 49 ngày rong nó ra như vậy. Đây, này mình đang chờ ngày 2 ngày nó ra cho ta bắt. Bữa nay nó khoảng 3 ký 4, 3 ký 3 nha. Đi thục thịt cho mọi người rất là đều luôn nha. Có mấy 2-3 con hơi đẹp xíu, còn cái này con thấy cũng 3 ký ngoài hết trơn nha. Đây mình cho ăn thức ăn với chuối nha, thức ăn với chuối mà hơi lố ngày mà 3 ký mấy thì cũng ok lắm. Mình chuồng mini thôi mọi người. Đấy, con còn đang đi với con nằm cho nó hơi nhỏ. Đấy, giá thị trường hiện tại là bữa nay là người ta vô bắt của mình là 60 nha, bắt lẻ 60. Đấy, cảm ơn mọi người quan tâm nha. Đây là dịch chia ghi nha, chứ không phải dịch nè, chia ghi dịch chia ghi chắc bữa nay chắc có 3 ký rưỡi ăn lên.